Hạnh Ngạch Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Hạnh Ngạch Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một cái bài, đó là chúng ta sẽ đi tìm ngày tốt, ngày đẹp trong cái tháng 10 năm 2022. Năm Nhâm Dần này, mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng theo dõi và lắng nghe. Nhớ là khi mà chúng ta xem thì chúng ta nên lấy giấy lấy bút ghi lại cho thiệt là rõ ràng. Thì kênh của tôi luôn luôn xem ngày theo 24 tiết khí thì các quý vị cũng đã biết rồi. Và tôi phân tiết như thế này. Từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 13 tháng 10 nó vẫn còn là tiết xương gián, cho nên nó là tiết của cái tháng 9. Và bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 cho tới ngày 13 tháng 11 âm lịch thì những ngày đó là ngày của tiết khí tháng 10. Nên nhớ nha các vị. Còn mà từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 13 tháng 10 nó là tiết khí của cái tháng 9. Cho nên khi chúng ta tra lịch, tra hung tinh, tra kiết tinh hoặc tra bất cứ một cái gì đó thì chúng ta cần phải xem nó là tiết khí nào và chúng ta sẽ tra đúng vào cái tiết khí đó. Còn tất cả các sách thì hầu như là tra hung tinh và kiết tinh là sẽ tra theo tháng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi luận từng ngày của cái tháng 10 năm 2022 như thế nào nha. Thì ngày 1 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Hợi, nó thuộc về hành kim, nó là trực trừ, nó là sao quỷ, nó là ngày hoàng đạo, nó là thứ ba hàng tuần. Nó nhằm ngày 25 tháng 10 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 25 tháng 10 và ngày âm lịch thì lại là ngày mùng 1 tháng 10. Bởi vì ngày này nó còn là tiết xương gián cho nên nó là tiết của cái tháng 9 nha. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái việc này. Khi nó là tiết của cái tháng 9 thì chúng ta nên dùng cái quyển Hiệp Kỷ Biện Phiên Thư đó là để chúng ta tra cái ngày Tân Hợi của cái tháng 9. Ngày Hợi là đa phần là kỵ cái việc là nhập liệm rồi an táng chôn người mới mất hoặc là sửa mộ, đào mộ gì cũng là kỵ hết các vị. Nên á là cái ngày Hợi thường thường là ngày trùng. Cho nên khi mà người nào mà mắc mà trúng vào ngày Hợi thì mình gọi là người này là bị chết trùng. Đó. Ngày này thì nó hợp cho cái việc là tới lễ cầu phúc cầu tự, ban lệnh sắc phong, dân sớ phong tước vị, gặp bạn bè người thân, xuất hành rồi thăm quan, rồi thăng quan nhậm chức, cai quản chính trị, di dời, giải trừ tai ương, tắm gội, cắt tóc, sửa móng tay chân, rồi cắt mây, rồi đổ dầm, rồi đổ trụ, rồi dệt, rồi quét dọn, chăn nuôi và mua gia súc. Còn tất cả các công việc khác hầu như là rất là kỵ. Như là kỵ cái việc là kết hôn này, đính hôn này, xuất giá này, thêm người này, rồi tìm thầy chữa bệnh, đắp đê, xây dựng động thổ cũng kỵ luôn, rồi sửa kho, ủ dụ, khai trương, ký hợp đồng, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng cũng kỵ luôn, rồi sửa phòng đẻ, khơi kênh đào giếng, hoặc là mua xe, rồi sang sửa đường, lắp huyệt, sửa tường, rồi dỡ nhà, dỡ tường, dầu săn bắt bắt cá, trồng trọt, đào mộ, chôn cất là điều xấu cả. Và tùy theo công việc mà chúng ta dùng nha. Thì thường á, thì ngày mùng 1 hàng tháng thì rất là kỵ việc là làm bếp và việc hôn nhân nha các vị. Làm bếp và hôn nhân là rất là đại kỵ cho cái ngày mùng 1. Đó. Còn ngày Hợi thì nó lại kỵ cho cái việc an táng, mai táng, chôn người mới mất, nhập liệm hoặc là sửa mộ, xây mộ gì đó là điều kỵ cả. Và bởi vì nó là ngày Hợi cho nên là nó kỵ tuổi Thân và tuổi Tỵ. Và khung giờ tốt của ngày hôm nay là giờ Sửu từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút, giờ Thìn là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút, giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các quý vị. Và chúng ta bước tiếp qua cái ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Tý, nó thuộc về là hành mộc, nó là trực mãn, nó là sao cơ, nó là ngày hắc đạo, nó là thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày 26 tháng 10 dương lịch,
tức là ngày dương lịch là ngày 26 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 10. Thì chúng ta vẫn tiếp tục tra cái quyển Hiệp Kỷ Viễn Văn Thư, trang 209 là ngày nhâm tý của cái tháng 9. Tại vì á, là ngày này nó vẫn còn là tiết Xương Giáng, là tiết của cái tháng 9. Và theo Đổng Công và theo quyển Hiệp Kỷ Biện Văn Thư đều nói ngày này chỉ hợp cho cái việc tới lễ và tắm gội thôi, còn tất cả các công việc khác hầu như là không có hợp vào ngày hôm nay. Cho nên á, là ngày hôm nay chúng ta bỏ, chúng ta không nên dùng. Đến ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần thì ngày mùng 3 là ngày Tam Nương, cho nên chúng ta bỏ, chúng ta không nên dùng. Mà ngày mùng 3 này cũng là ngày phục đoạn luôn nha các quý vị, cho nên rất là hung. Đến ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Giáp Dần, thuộc về hành thủy, nó là trực định, nó là sao ngu, nó là ngày hắc đạo, nó là thứ sáu hàng tuần, nó nhằm ngày 28 tháng 10 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 28 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 4 tháng 10. Theo tất cả các sách nói rằng ngày này chỉ có kỵ tất cả các công việc chứ không có hợp cho bất cứ một công việc nào, cho nên ngày này chúng ta cũng không nên dùng, chúng ta bỏ luôn. Đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, ngày mùng 5 là ngày nghiệt kỵ, chúng ta không nên dùng, chúng ta bỏ luôn. Tại vì ngày nghiệt kỵ mà khi chúng ta đụng vào thì việc gì nó cũng không giao việc gì cả, cho nên là sự thành công của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, cho nên là chúng ta không nên dùng ngày này. Đến ngày mùng 6 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Bính Thìn, nó thuộc về là hành thổ, nó là trực phá, nó là sao hư, nó là ngày hoàng đạo, nó là ngày chủ nhật hàng tuần, nó nhằm ngày 30 tháng 10 dương lịch, tức là ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch. Thì cái ngày này là ngày trực phá, cho nên rất thích hợp cho cái công việc như là triệt hạ. Triệt hạ tức là mình đập nhà cũ đi để mình chọn ngày khác để mình xây nhà mới. Thì cái ngày này là ngày tốt cho việc là triệt hạ và tốt cho cái việc là chặt cây đón dừng, mình gọi là khai hoang đó quý vị, đó là rất là tốt cho cái ngày hôm nay đó. Nhưng mà hầu hết là ngày hôm nay là ngày hung, cho nên chúng ta không nên dùng mọi việc, chỉ có việc là triệt hạ và khai hoang, thêm nữa là cái việc đi khám bệnh cũng tốt cho cái ngày hôm nay, để cho nó phá cái bệnh của mình, cho cái bệnh của mình nó mau hết. Thường thì chúng ta khi mà chúng ta đi khám bệnh thì chúng ta nên chọn cái ngày trực phá và ngày trực trừ, và khi mà triệt hạ chúng ta cũng chọn ngày trực phá và ngày trực trừ, và khi mà khai hoang, chặt cây khai hoang thì chúng ta cũng là chọn ngày trực phá và ngày trực trừ. Ba công việc đó rất thích hợp cho cái ngày trực phá và ngày trực trừ nha các quý vị. Đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Tam Nương Sát, chúng ta cũng bỏ, chúng ta không nên dùng. Đến ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Mậu Ngọ, nó thuộc về hành hỏ, nó là trực thành là cực kỳ tốt, nó là sao khắc, nó là ngày hoàng đạo. Thì vừa trực thành mà là vừa hoàng đạo thì càng tốt nha các quý vị. Nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 1 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 1 tháng 11, còn ngày âm lịch là ngày mùng 8 tháng 10. Bởi vì nó vẫn còn là tiết của tháng 9 thì chúng ta vẫn tra trong cái quyển Hiệp Kỷ Biện Phương Thư này nha. Ngày Mậu Ngọ trong cái tháng 9 nó tốt cho công việc như là phong tước quỵ, gặp bạn bè người thân, nhập học, xuất hành, thăng quan nhậm chức, cai quản chính trị, kết hôn, đính hôn, xuất giá, thêm người, rồi di dời, tìm thầy, chữa bệnh, cắt mây, rồi đắp đơi, xây dựng động thổ, sửa kho, dệt ủ dụ, khai trương, ký hợp đồng, giao dịch, nạp tài, rồi mua xe và mua gia súc là cực kỳ tốt. Và cái công việc khác thì nó sẽ rơi vào cái tốt vừa, còn những công việc mà tôi vừa mới hô là cực kỳ tốt. Bởi vì ngày này là ngày ngọ cho nên nó kỵ người tuổi Tý và người tuổi Sửu. Và khung giờ tốt của ngày hôm nay đó là giờ Sửu từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút, giờ Mão là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Và giờ chúng ta bước tiếp qua cái ngày mùng 9 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Mùi, nó thuộc về hành hỏ, nó là trực thâu, nó là sao bích, nó là ngày hoàng đạo, nó là thứ tư hàng tuần,
nó nhằm ngày 2 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 2 tháng 11 và ngày âm lịch là ngày mùng 9 tháng 10. Và ngày hôm nay thì chỉ tốt cho công việc như là tiêu diệt hoặc là diệt trừ sâu bọ đó, rồi hoặc là đi săn bắt mà thôi. Còn tất cả các công việc khác hầu như là rất là đại kỵ, cho nên chúng ta không nên dùng ngày này. Đến ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Canh Thân, nó thuộc về hành mộc, nó là trực khai là cực kỳ tốt. Nó là ngày, nó là sao khơi, nó là ngày hắc đạo, nó là thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 3 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 3 tháng 11 và ngày âm lịch là ngày 10 tháng 10. Kiết tinh thì gồm có là nguyệt ăn, vượng nhật, dịch mã. Dịch mã là có thể là mình kích cung dịch mã, rồi mình tìm cái ngày dịch mã để thúc đẩy cho cái việc bán nhà cho mau đó, là chúng ta nên treo bảng bán nhà ngay tại cái ngày này thì rất là tốt. Rồi thiên hậu, rồi thời dương, sanh khí, lục ni, kim đường, rồi trừ thần, rồi kim vĩ, minh phợi. Còn hung thần thì chỉ có là nhóm đối, chiêu giao, rồi ngũ ly, bát chiên. Thì chỉ có 4 cái hung thần thôi. Ngày hôm nay tốt cho các công việc như là tới lễ, cầu phúc, cầu tự, ban lệnh, sắc phong, dân sớ, rồi phong tước vị, nhập học, xuất hành, thăng quan nhậm chức, cai quản chính trị, di dời, giải trừ tai ương, rồi tắm gội, cắt tóc, sửa móng tay chân, tìm thầy chữa bệnh, cắt mây, xây dựng động thổ, đổ trụ, đổ dầm, khai trương, mở hàng, rồi xuất hàng, rồi sửa phòng đẻ, khơi kênh đào giếng, mua xe, quét dọn, rồi trồng trọt và chăn nuôi. Còn các công việc khác là không nên dùng ngày này. Và ngày hôm nay cũng đại kỵ cho cái việc hôn nhân. Nếu mà chúng ta làm hôn nhân vào ngày hôm nay vẫn được, nhưng mà hạn chế thì sẽ tốt hơn. Và ngày hôm nay bởi vì nó là ngày Thân, cho nên nó kỵ người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Khung giờ tốt của ngày hôm nay là giờ Sửu từ 1 giờ tới 2 giờ 59 phút. Giờ Thìn là từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút. Giờ Tỵ là từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút. Giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút. Và giờ Tuất là từ 19 giờ tới 20 giờ 59 phút các quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước qua ngày 11 tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Dậu, nó thuộc về hành mộc, nó là trực bới, nó là sao lâu, nó là ngày hắc đạo, nó là thứ 6 hàng tuần, nó nhằm ngày 4 tháng 11 dương lịch, tức là nhằm ngày 11 tháng 10 âm lịch. Thì nếu mà chúng ta xem theo tiết thì tiết này là tiết xương gián, tiết của cái tháng 9 chứ không phải là tiết của tháng 10. Và ngày này tức là ngày Tân Dậu của tháng 9 nha các quý vị. Bởi vì nó là của tháng 9, bởi vì nó là tiết của tháng 9 cho nên nó không bị phạm sát chủ. Và ngày này thì theo Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, tức là cái quyển sách này các vị, theo Hiệp Kỷ Biện Phương Thư thì ngày này thì nó chỉ hợp cho cái việc như là tới lễ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng tay chân, rồi cắt mây, rồi sang sửa lắp huyệt và quét dọn mà thôi. Ngày này á là Tam Tông Miếu nói rằng là rất tốt cho cái công việc là sang lắp cống rãnh, rồi ao hồ, tức là mình lắp ao hồ lại đó, hoặc là đắp đê, rồi làm đường xá, khai trương, mở cửa hàng, mở siêu thị, mở văn phòng luật sư, hoặc là mở văn phòng, hoặc là tiến hành cái hoạt kinh doanh, rồi tiếp thị quảng cáo, rồi làm thủ tục hành chính, ký hợp đồng, công chứng, xuất kho, giao hàng, cho quay, thu tiền, gửi nhà băng, dọn nhà cũ qua nhà mới, nhập trạch, ăn tăng gia, rồi đặt bàn thờ, thượng trang tức là mình thượng, tức là mình thượng bài vị hoặc là thượng tượng đồ lên để mình thờ đó, có vị gọi là thượng trang. Rồi cầu an, đính hôn, cưới gả, làm giấy hôn thú vào ngày này là cực kỳ tốt. Tại vì ngày trong ngày hôm nay thì nó có là Thiên Đức Hiệp và Nguyệt Đức Hiệp, cho nên cực kỳ tốt nha các quý vị. Giờ chúng ta bước qua ngày 12 tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Tuất, nó thuộc về hành thủy, nó là trực kiên, nó là sao quỷ, nó là ngày hòn đạo các quý vị. Nó là ngày thứ 7 hàng tuần, nó nhằm ngày mùng 5 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày mùng 5 tháng 11 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 10. Thì
Trong Tam Tông Miếu nói rằng ngày này là có sao quỷ khóc nên cẩn thận khi dùng cho tất cả các công việc mang tính chất đại sự hoặc là mang tính chất quan trọng thì chúng ta cần phải lưu ý dùm cho cái ngày hôm nay. Chúng ta muốn dùng ngày hôm nay cũng được nhưng mà phải cẩn thận dè chừng và phải xem lại cái tuổi của người dùng cho thiệt là kỹ, coi thử có thêm những cái phần tốt nào không, giờ chúng ta mới quyết định dùng nha các quý vị. Ngày hôm nay thì nó có hung thần là thổ phủ, tức là kỵ động thổ. Nó có là bạch hổ tội trí, tam tan ly sàn quỷ khóc. Đó. Là cái sao hung tinh quỷ khóc này nó cũng rất là lớn các vị. Rồi đến các thần thì có nguyệt không, thiên mã, rồi mãn phúc tinh. Thì sao thiên mã và sao dịch mã thì rất tốt cho cái việc mà chúng ta treo bảng bán nhà, bán đất, bán đai thì rất là mau các vị. Đó. Và ngày này bởi vì nó là ngày Tuất cho nên nó kỵ người tuổi Dậu và người tuổi Thìn. Khung giờ tốt của ngày hôm nay đó là giờ Dần từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút, giờ Thìn là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút và giờ Hợi là từ 21 giờ cho tới 22 giờ 59 phút các quý vị. Còn tất cả các khung giờ như là giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Dậu là ba khung giờ đó là phạm vào sát chủ và thọ tử cho nên chúng ta cũng không nên dùng. Đến ngày 13 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Quý Hợi, là ngày trùng nhật và cũng là ngày tam nương, chúng ta bỏ luôn, chúng ta không nên dùng. Đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, chúng ta cũng bỏ luôn, chúng ta không nên dùng. Thì đến ngày 14 này nó đã qua tiết Lập Đông thì nó sẽ chính thức là tiết của tháng 10 nha các quý vị. Giờ đến ngày 15 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Ất Sửu, nó là hành kim, nó là trực mãn, nó là sao chỉ và nó là ngày hòn đạo, nó nhằm ngày thứ ba hàng tuần, nó là ngày 8 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 8 tháng 11 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 10. Ngày này mà mình xuất hành hoặc là mình làm minh đường đó, hoặc là làm cái sảnh trước ở nhà thì cực kỳ tốt nha các quý vị. Ngày này thì kiên kỵ động thổ, đào giếng, rồi đào ao, khơi kênh, hoặc là khơi mương, làm cống rãnh, đính hôn, cưới gả, làm giấy hôn thú, gieo trồng, chăn nuôi, mua và nhận lộc xúc đều xấu cả. Và ngày này chỉ nên là làm thủ tục hành chính, ký hợp đồng, công chứng, hội họp, tập hợp bạn bè, thu tiền, đòi nợ, cho vay, mua bán cổ phiếu, mua bán bảo hiểm, tiến hành cái hoạt kinh doanh buôn bán, khai trương mở hàng, mở siêu thị, mở chợ hoặc là mở văn phòng, rồi tiếp thị quảng cáo sản phẩm, rồi thương lượng đều tốt cả, rồi cầu tài lộc xuất kho giao hàng, di dời nhà cũ qua nhà mới, rồi nhập trạch cũng tốt luôn, ăn tăng gia cũng tốt, đặt bàn thờ cũng tốt và thượng trang cũng tốt. Nhưng trong Đổng Công thì nói rằng ngày này là ngày ngũ hành vô khí cho nên là không tốt cho mọi công việc. Nhưng xét theo tôi nghĩ thì ngày này tuy rằng là ngũ hành vô khí nhưng cũng rất tốt cho những cái công việc mang tính chất nhỏ nhỏ. Nếu mà những công việc như là hợi hợi trọng như là hôn nhân cưới gả này rồi động thổ là chúng ta không nên dùng vào cái ngày hôm nay. Hả? Và bởi vì ngày hôm nay là ngày Sửu cho nên nó rất kỵ những cái người tuổi Ngọ và người tuổi Mùi. Khung giờ tốt của ngày hôm nay đó là giờ Dần từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút, giờ Mão là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút, giờ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút, giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút và giờ Hợi là từ 21 giờ cho tới 22 giờ 59 phút. Thì cái ngày hôm nay là nó đủ 6 khung giờ tốt luôn các quý vị. Bây giờ tiếp tục đến ngày 16 tháng 10 năm 2022 âm lịch năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Dần, nó thuộc về là hành hỏ, nó là trực bình, nó là sao sâm, nó là ngày hắc đạo. Nó thuộc thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày 9 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 9 tháng 11 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng 10. Ngày này theo Tam Tông Miếu nói rằng là ngày này kiêng kỵ cho cái việc khai hoang, cày đất, gieo trồng, bốc mộ, xây lăng mộ, cải táng, an táng, cưới gả, đính hôn, làm giấy hôn thú là điều điều kỵ. Còn ngày này thì tốt cho công việc như là nhận việc làm, nhận công tác,
hoặc là tuyển nhân viên, rồi làm thủ tục hành chính, ký hợp đồng, công chứng, khai trương, mở cửa hàng, mở siêu thị, mở văn phòng, rồi hoặc là tiếp thị quảng cáo sản phẩm, tiến hành kế hoạch kinh doanh buôn bán, rồi mở chứng khoán, đó, rồi mua bán nhà đất, mua bán bất động sản, đắp đê hoặc là làm đường là rất là tốt. Và bởi vì ngày hôm nay là ngày dần, cho nên nó rất là kỵ người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Khung giờ tốt của ngày hôm nay là giờ Sửu từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút sáng. Giờ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Và giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các quý vị. Giờ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Mão, nó thuộc về là hành họ, nó là trực định, nó là sao tỉnh, nó là ngày hắc đạo các quý vị. Và nó thuộc về thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 10 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 10 tháng 11. Còn ngày âm lịch là ngày 17 tháng 10. Ngày này thì nó kiêng kỵ việc bất mộ, cải táng, an táng, đem tiền gửi nhà băng, thu tiền cho vay, mua bán cổ phiếu, cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở siêu thị, mở chợ, tiến hành kế hoạch kinh doanh, buôn bán cũng kỵ luôn, rồi tiếp thị quảng cáo của sản phẩm cũng kỵ luôn, rồi tiến cử hay là ứng cử ai đó cũng kỵ luôn, thư kiện hay là bãi nại cũng kỵ, rồi tư vấn đi hỏi luật sư, đi khám bác sĩ cũng kỵ luôn, đi nhổ dân tiểu phẫu, đi mổ đẻ cũng kỵ luôn, rồi lợp nhà, cắt nóc, rồi làm thủ tục hành chính, ký hợp đồng, công chứng, xuất kho, giao hàng, xây sửa bếp lò cũng kỵ luôn. Và ngày hôm nay nó chỉ tốt cho cái việc là di dời từ nhà cũ qua nhà mới, hoặc là nhập trạch thì tốt. Nhập trạch tức là về nhà mới đó thì tốt. Thượng trang hay là đặt bàn thờ lên là điều tốt. Ăn tăng gia cũng tốt. Tập hợp bạn bè mở party tiệc tùng cũng tốt. Cầu phúc, nhậm chức, nhận công tác, nhận nhiệm vụ đó, hoặc là nhận phỏng vấn xin việc làm cũng tốt luôn. Rồi nhập học hay là thi cử hay là đi thi bằng lái xe cũng tốt. Rồi đi thi tay nghề cũng tốt luôn đó. Và bởi vì ngày này là ngày Mão cho nên nó kỵ người tuổi Thìn và người tuổi Dậu nha các quý vị. Khung giờ tốt của nó là giờ Dần từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút. Giờ Ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Những khung giờ chúng ta cần nên tránh đó là giờ Thìn, giờ Mão và giờ Dậu. Là ba khung giờ đó là phạm sát chủ và thọ tử chúng ta cần nên bỏ. Giờ đến ngày 18 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần, ngày này là bị phạm sát chủ dương à, cho nên chúng ta không nên dùng, chúng ta bỏ. Giờ chúng ta tiếp tục bước đến ngày 19 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Tỵ, tháng 10 là tháng Hợi, mà ngày này ngày Tỵ thì Tỵ Hợi xung nhau, cho nên ngày này là ngày trực phá, chúng ta không nên dùng. Nếu các quý vị muốn dùng vào ngày này thì các quý vị hãy lựa chọn những cái công việc phù hợp, đó là đập phá hoặc là mình bỏ cái cũ đi để mình làm cái mới thì được. Ngày này là thích hợp bỏ những cái cũ đi, hoặc là mình triệt hạ tức là mình đập những cái bức tường đi. Đó là mình đập nhà cũ đi để mình xây nhà thì chúng ta sẽ dùng cái trực phá này. Hoặc mà chúng ta đi khám bệnh chúng ta cần phải cho nó phá cái bệnh chúng ta ra, tức là phá hết cái bệnh của chúng ta đó. Thì cho nên chúng ta cần phải tìm ngày trực phá để chúng ta đi khám bệnh cho cái bệnh của chúng ta nó mau hết. Đó là ngày trực phá, nó mang ý nghĩa như thế đó các quý vị. Ngày trực phá và ngày trực trừ thì nó cũng như nhau, nhưng mà ngày trực trừ thì lại là ngày tốt, mà ngày trực phá thì lại là ngày hung. Đó. Ngày hung tức là ngày xấu nha các quý vị. Rồi, đến ngày 20 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Ngọ, nó thuộc về là hành thổ, nó là trực nghi, nó là sao tinh, nó là ngày hoàng đạo các quý vị. Nó nhằm ngày chủ nhật hàng tuần, ngày 13 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 13 tháng 11 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 10. Thì theo Tam Tông Miếu nói rằng ngày này thì kỵ khơi kênh, đào ao, đào giếng, làm cống rãnh, rồi hoặc là khai trương, mở cửa hàng, mở tiệm, mở chợ gì cũng kỵ hết. Tại ngày này là ngày kỵ khai trương, mở hàng. Đó. Rồi ngày này thì tốt cho công việc như là làm đường xá, làm từ thiện, dọn nhà cũ qua nhà mới, nhập trạch, ăn tăng gia, đặt bàn thờ, thượng trang, đóng giường, đi thi cử, đi thi bằng lái xe, hoặc là đi thi tay nghề, hoặc là đi nhập học, rồi
hoặc là cho con cái nhập học, hoặc là làm thủ tục hành chính, ký hợp đồng, xuất hành và gia đi xa là tốt. Đó. Xuất hành thì rất tốt, nhưng mà khai trương thì không tốt cho cái ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay là ngày ngọ, cho nên là rất kỵ người tuổi Tý và người tuổi Sửu. Và khung giờ tốt của ngày hôm nay là giờ Sửu từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút, giờ Mão là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút, giờ Ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút và giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút các quý vị. Còn như giờ Dậu, giờ Thìn, giờ Mão chúng ta cần phải tránh. Đó, tại vì những khung giờ đó thuộc về những khung giờ thọ tử và sát chủ. Giờ chúng ta bước tiếp vào cái ngày 21 tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Mùi, nó thuộc về là hành thổ, nó là trực thành. Trực thành là cực kỳ tốt nha các quý vị. Nó là sao chương, nó là ngày hoàng đạo, nó là thứ hai hàng tuần. Nó nhằm ngày 14 tháng 11 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 14 tháng 11, mà ngày âm lịch là ngày 21 tháng 10. Thì trung tâm Tông Miếu nói rằng ngày này là kỵ gia đi xa, kỵ xuất hành, kỵ xuất hành thuyền, hoặc là kỵ hạ thủy. Hạ thủy tức là mình đóng một chiếc thuyền mới, hoặc là mình đang sửa lại một chiếc thuyền xong thì mình đẩy thuyền mình xuống nước, gọi là hạ thủy. Giờ là kỵ xuất kho và kỵ giao hàng. Và ngày hôm nay thì tốt cho cái công việc như là đem tiền gửi nhà băng, thu tiền đòi nợ, hoặc là cho vay cũng tốt, mở cổ phiếu cũng tốt, tiến hành cơ hội kinh doanh buôn bán cũng tốt, khai trương mở cửa hàng, mở tiệm, mở chợ, mở siêu thị cũng tốt luôn. Giờ mở văn phòng cầu tài lộc, hay là đi nhổ răng tiểu phẫu cũng tốt, đi mổ đẻ cũng tốt luôn các quý vị. Tại ngày này là ngày trực thành, mở trang trại cũng tốt, giờ tạo kho vượng cũng tốt, chăn nuôi và mua nhận lục súc cũng tốt luôn, thả lục súc vào chuồng cũng tốt cho cái ngày hôm nay. Giờ bốc mộ, xây lăng mộ, cải táng, an táng cũng tốt luôn. Giờ cung cấp, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước cũng tốt. Xây sửa bếp lò, thay đổi bếp lò, hoặc dời di dời bếp lò cũng tốt luôn. Rồi cưới gả, hôn nhân, làm giấy hôn thú, cầu tự, cầu phúc, cúng tới điều tốt trong ngày hôm nay. Nói chung là ngày hôm nay là cực kỳ tốt. Nó vừa là ngày hoàng đạo mà nó lại vừa là ngày trực thành, cho nên cực kỳ tốt nha các quý vị. Thì bởi vì nó là ngày Mùi, cho nên nó kỵ người tuổi Tý và người tuổi Sửu. Khung giờ tốt cho cái ngày hôm nay đó là giờ Dần từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút, giờ Mão là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút, giờ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút, giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút và giờ Hợi là từ 21 giờ cho tới 22 giờ 59 phút các quý vị. Giờ chúng ta bước tiếp vào cái ngày 22 tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tam Nương, chúng ta cần nên bỏ, chúng ta không nên dùng. Đến ngày 23 thì lại là ngày Nghiệt Kỵ, chúng ta cũng bỏ luôn, chúng ta không nên dùng. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Tức, lại là hành hỏa, nó là trực bới, nó là sao giác. Nhưng ngày này nó lại là ngày Kim Thần Thất Sát, cho nên chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta dùng ngày này. Đó. Trong Tam Tông Miếu nói rằng ngày này là có sao quỷ khóc, cho nên phải cẩn thận cho tất cả các công việc mang tính chất đại sự. Và ngày này thì nên làm những công việc như là làm thủ tục hành chính, lập di chúc, ký hợp đồng, công chứng, nhập học, thi cử, thi bằng lái xe, thi tay ngời, đắp đơi, đắp đường xá, hay là sen lấp ao hồ, cống rãnh, hoặc là lấp giếng cũng tốt. Rồi dọn nhà cũ qua nhà mới cũng tốt, nhập trạch cũng tốt, đặt bàn thờ, thượng trang cũng tốt, ăn tăng gia cũng tốt. Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước cũng tốt luôn. Rồi xây sửa bếp lò, thay đổi bếp lò, cưới gả, đính hôn, rồi làm giấy hôn thú cũng tốt. Và ngày hôm nay bởi vì nó là ngày Tức, cho nên nó kỵ người tuổi Thìn và người tuổi Dậu. Và khung giờ tốt của cái ngày hôm nay là giờ Dần từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút. Giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Giờ Hợi là từ 21 giờ cho tới 22 giờ 59 phút các quý vị. Giờ chúng ta bước tiếp qua cái ngày 25 tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Hợi, nó thuộc về hành hỏa, nó là trực kiên, nó là sao can, nó là thứ 6 hàng tuần. Nó nhằm ngày 18 tháng 11 dương lịch, tức là ngày 25
tháng 10 âm lịch. Ngày này thì trong Tam Tông Miếu nói rằng là nó kiêng kỵ động thổ, khởi công, rồi kỵ xây nhà, sen sửa phòng ốc, lợp nhà, cắt nóc, làm chuồng trại, tạo kho vượng, gieo hạt, trồng cây, khai hoang, cày đất, trăn nuôi, mua và nhận lục xuất, hoặc là mua và nhận thú cưng cũng xấu luôn. Rồi đi khám bác sĩ, đi nhổ răng tiểu phẫu hay là đi mổ đẻ cũng xấu luôn các vị. Đó. Rồi thiến gia súc hoặc là xỏ mũi trâu mũi bò cũng xấu luôn. Rồi cưới gả, hôn nhân, làm giấy hôn thú, bốc mộ, xây sửa lăng mộ hoặc là cải táng an táng đều xấu cả. Tại vì ngày này ngày hợi là ngày trùng nhật, cho nên là không có thể an táng trong cái ngày hôm nay. Và ngày hợi nó cũng kỵ luôn cái việc hôn nhân nha các quý vị. Và ngày này thì nó tốt cho công việc như là khai trương, mở cửa hàng, rồi tiến hành kế hoạch kinh doanh, buôn bán, rồi tiếp thị quảng cáo, ký hợp đồng, công chứng, mua giấy bảo hiểm, rồi mua tiền, rồi đem tiền gửi nhà băng, cho vay, thu nợ, đòi nợ, mua bán chứng khoán, cầu tài lộc là tốt. Rồi còn các công việc khác là không nên dùng nha. Vậy là ngày này nó cũng là một ngày cực kỳ xấu. Đó. Và bởi vì ngày này là ngày hợi cho nên nó kỵ người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Khung giờ tốt của ngày hôm nay là giờ Sửu từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút. Giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút. Và giờ Hợi là từ 21 giờ cho tới 22 giờ 59 phút các quý vị. Giờ chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày 26 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Tý, nó thuộc về hành thủy, nó là trực trừ, nó là sau đời, nó là ngày hắc đạo. Và theo Tam Tông Miếu nói rằng ngày này kiêng kỵ là cái việc như là bốc mộ, xây sửa lăng mộ, cải táng an táng, động thổ, khởi công, xây nhà, sửa sang phòng ốc, rồi cầu tài lộc, cưới gả, đính hôn, làm giấy hôn thú, đi tàu thuyền, ra khơi đánh bắt cũng xấu luôn. Còn theo hiệp kỷ Biện Phương Thư nói rằng ngày này thì tốt cho cái việc là phong tước, rồi xuất hành, nhậm chức, cai quản, di dời, giải trừ tai ương, tắm gội, cắt tóc, chữa bệnh, quét dọn, đào mộ và bốc mộ. Và bởi vì ngày hôm nay nó là ngày Tý cho nên nó kỵ người tuổi Ngọ và người tuổi Mùi. Khung giờ tốt của nó là giờ Mão từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Giờ Ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút các quý vị. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tam Nương Xét, tức là ngày 27 là bị phạm Tam Nương, chúng ta bỏ, chúng ta không nên dùng luôn. Đến ngày 28 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Dần, nó thuộc hành thổ, nó là trực bình, nó là sao tâm, nó là ngày hắc đạo, nó là thứ hai hàng tuần, nó nhằm ngày 21 tháng 11 dương lịch, tức là ngày 28 tháng 10 âm lịch. Ngày này thì tốt cho các công việc như là đắp đơi, xây dựng, động thổ, sửa kho, sửa phòng, sanh đẻ, rồi khơi kênh đào giếng, đặt cối xây, mua xe, lắp đường, lắp huyệt, sửa tường, sửa nhà, dỡ nhà, rồi hoặc là triệt hạ, rồi đào mộ, rồi trồng trọt, tới lễ, cầu phúc, cầu tự, giải trừ tai ương, tìm thầy chữa bệnh là điều tốt. Còn tất cả các công việc khác chúng ta không nên dùng trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày Dần cho nên nó kỵ người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Khung giờ tốt của nó là giờ Sửu từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút. Giờ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các quý vị. Giờ chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày 29 tháng 10 năm 2022 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Mão, nó thuộc về hành thổ, nó là trực định. Nó là sao quỷ, nó là ngày hắc đạo. Nó là sao quỷ, nó là ngày hắc đạo các quý vị. Thì ngày hôm nay nó chỉ tốt cho cái công việc như là chữa bệnh, đi săn bắt bắt cá. Đi săn bắt hay là đi bắt cá hay là đào giếng trong ngày hôm nay là tốt. Và nó sẽ tốt thêm là mở party tiệc tùng, tập hợp bạn bè lại là tốt. Rồi tiếp thị quảng cáo mà mình quảng cáo sản phẩm đó là tốt. Rồi cầu phúc, nhập học, thi cử, đi thi bằng lái xe, đi thi tay người, điều tốt của ngày hôm nay. Còn các công việc không nêu trên là không nên dùng cho ngày hôm nay. Và bởi vì ngày hôm nay là ngày Mão cho nên dắt kỵ người tuổi Thìn và người tuổi Dậu. Khung giờ tốt của ngày hôm nay là giờ Dần từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút.
giờ ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Còn tất cả các khung giờ mà không nêu lên đây đều là khung giờ xấu, chúng ta cần nên tránh. Giờ chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày 30 tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày sát chủ dương, chúng ta cần nên bỏ, tuyệt đối không nên dùng. À, rồi, coi như là video xem ngày lành tháng tốt, ngày đẹp cho cái tháng 10 năm 2022, năm Nhâm Dần, để cho tất cả các quý vị có thể có những cái ngày làm theo ý mình cho tất cả các công việc. Đến đây cũng đã hết rồi, Hàng Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình, để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hàng Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn, để sản xuất ra thật thật nhiều video hay hơn và bổ ích hơn nữa, để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị nha. Chào.